vận chuyển được nhiều hàng hóa. Vui đón xuân sang nghe về năm mới năm mê, trông mau tới Tết dựng nêu ăn chè. Nghe gió heo may xuân về trên khắp quê hương, ong bướm vui đùa mai đào nở tươi trong nắng. Trên phố đông vui xuân về trên đất quê tôi, em may áo mới mẹ cho mặc khi xuân về, chim én tung tăng bay đùa. Sau mùa gặt lúa đã vào mùa, một vài người bạn lối xóm rủ nhau đậu chén, họ chơi cho vui, giải trí sau những ngày mệt nhọc. Kia kia đường quê đông vui đẹp quá, áo mới muôn màu muôn sắc mùa xuân, cùng chúc nhau lời chúc xuân. Xin một năm những cây lá cẩm ngâm trong nước nóng cho ra màu tím than để dùng nấu xôi và các thứ bánh chuẩn bị cho những ngày cận Tết. Mùa xuân là mùa tình yêu nên đôi trai gái đã tìm đến nhau nhằm tiến tới hôn nhân. Ông bà mình có câu: cây có cội, nước có nguồn, loài nào giống nấy, hay con cha gà giống. Hoặc hài hước hơn, họ nhà khoai không ngứa cũng lăng tăng, để thể hiện việc đấy giờ kén tông, lấy chồng kén giống. Chuyện cưới hỏi cũng trở nên rộn rịp vào mùa xuân. Gia đình nào cũng muốn có trai lành gái đảm, dâu hiền rể thảo. Ngày xưa, chuyện hôn nhân ở Việt Nam rất là hệ trọng. Nào là muôn đăng hộ đối, tìm tông kén họ. Mua thịt thì chọn miếng mông, lấy chồng thì chọn con tông nhà nòi. Muốn có vợ khó lắm, tục lệ xưa đòi hỏi phải có 6 lễ theo trình tự sau: lễ vấn danh hay cầu thân, rồi lễ sơ vấn, tiếp đó là lễ quan trọng gọi là đại đăng khoa, tức lễ đám hỏi. Sau lễ này là lễ sỉ lời, tức là lễ hỏi thăm nhà gái đòi hỏi gì. Còn 2 lễ tiếp là lễ nạp tài và thăm con dâu. Lễ tiểu đăng khoa tức lễ cưới. Trong lễ cưới lại còn có những lễ nho nhỏ tùy theo nhà trai nhà gái, như lễ dở mâm trầu cao, lễ xuất giá, chân chân. Ngày nay việc cưới hỏi đã quá giản dị, chỉ cần cô cậu phải lòng nhau là được rồi. Còn gia đình chỉ tác động chút ít, không ảnh hưởng đến mối tình đã chín tới. Ở dưới quê, nhà ai có việc mọi người đều đến giúp, kẻ một chân, người một tay, thể hiện sâu nặng tình làng nghĩa xóm rất quý. Họ yêu nhau cởi mở. Gặp đây mận mới hỏi đào, vườn hồng đã có ai vào hay chưa. Mận hỏi thì đào xin thưa, vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào. Thường khi người ta lặt lá mai vào rằm tháng chạp hoặc sớm hơn, để rồi sau ngày 23 đưa ông táo, mai sẽ ra những nụ hoa tròn màu xanh, có lớp áo lụa bên vỏ ngoài đã tróc, đảm bảo ngày Tết mai sẽ nở hoa vàng rực rỡ suốt cả 10 ngày Tết. Chờ Tết thì lâu, nhưng khi Tết đến thì mọi người cuống cuồng lên. Thời gian qua thật nhanh, rằm tháng chạp qua, rồi tới 23 đưa ông táo, xong đến 25 đi rẫy mã cúng ông bà. Mọi nhà đều bận rộn, ai có quê thì khăn gói cụ bị về quê ăn Tết. Ở thành phố có vui mấy cũng không bằng quê mình. Có ở nhà đêm 30 Tết mới thấy lòng ấm lại, không sợ nỗi buồn cô đơn, cảnh xa lìa quê cha đất tổ gặm nhắm trong 3 ngày Tết. Rủ áo phong sương trên gác trọ, lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang. Khắp nơi phố phường người ta mua bán nhộn nhịp, Tết nhà nào cũng có nhu cầu mua sắm nên không khí sôi động. Ở thành phố, nhu cầu chùi lư, đánh bóng cũng tạo ra một nghề đắt hàng trong những ngày cận Tết. Ngày trước, người ta ăn Tết chậm chạp, thưởng thức hương vị Tết từ từ, cho nên công việc chùi lư cũng là một ngày quan trọng. Một anh thanh niên và mấy đứa nhỏ được giao nhiệm vụ này. Bộ lư được đưa xuống bàn thờ, đem đi rửa sạch rồi phơi khô. Sau đó cả bọn xúm lại, dùng giải bố với tro đánh cho lư hết gỉ xanh. Tiếp theo là dùng dầu đánh bóng, đánh thật kỹ cho đồng lên nước sáng choang, rồi đem ra nắng phơi. Sau đó, bộ lư được trả về vị trí quan trọng trên bàn thờ. Đến 30 Tết, người lớn cúng, lũ nhỏ cứ dương mắt nhìn lên bàn thờ. Ánh sáng của bộ lư chiếu tỏa, nơi đó có cả sự đóng góp công sức của chúng trong đó.
Người Hoa ở chợ lớn thường làm đầu lân ông địa để bán trong dịp Tết. Vì Tết phải có múa lân, có ông địa, có tiếng trống vang lên, hòa chung tiếng chập chỏa, làm cho không khí vui hơn, như thúc giục mọi người đón xuân trong niềm hân hoan phấn khởi. Gái xuân rũ lụa trên sông Ban, xuân như đó má xuân hồng, cô gái xuân mơ chuyện vợ chồng, đôi ta xuân đi trên mái tóc, đêm xuân. Người Việt Nam thích làm các loại mứt để đãi khách trong 3 ngày Tết. Và cũng là một cách để dạy các cô gái trong nhà biết nấu nướng, chế biến các món ăn. Tết mà vui trong nhà chưa đủ. Mấy bà mấy cô tổ chức hội thi làm bánh mứt để so tài nữ công gia chánh. Đủ các loại, mứt tắc, mứt gừng, bánh ít, bánh bò, bánh chưng, bánh da lợn, mứt dừa, mứt mãng cầu, vân vân. Trong tứ đức, công, dung, ngôn, hạnh thì công đứng đầu. Người con gái phải khéo léo, có tài nội trợ, biết lo toan mọi việc, từ việc trồng dâu nuôi tầm, kéo sợi dệt vải, giá mai. Đó là cái mặt. Còn cái ăn thì phải biết trồng cấy, cơm nước, nấu nướng từ bữa ăn hàng ngày cho tới mâm cỗ ngày giỗ, ngày Tết. Có như thế, khi ra ở riêng mới gánh vác nổi gian sơn nhà chồng. Tiêu chuẩn này coi bộ bây giờ khó kiếm. Chỉ có tiêu chuẩn thứ hai là sắc đẹp thời đại bây giờ thì rất nhiều. Xuân đã về, xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Trên cánh đồng chim hót mừng, đang thiết tha từng đàn cùng bay vui say. Xuân đã về, xuân đã về, ngàn hoa hé môi cười vui. Ở Việt Nam cứ gần Tết là người ta sắp xếp lại nhà cửa gọn gàng, rồi rửa nhà sạch sẽ, sau đó trang hoàng để đón Tết. Rửa nhà ăn Tết cũng là một thú vui, cũng là một tục lệ, coi như rửa sạch mọi điều không hay ra khỏi nhà. Ở quê gần Tết, người ta kêu lái để bán heo lấy tiền sắm sửa Tết. Tùy theo nhà, có khi cả bầy hoặc một hai con. Tết nhà nào cũng phải có nồi thịt kho, cho nên thịt heo tiêu thụ rất mạnh. Hình ảnh này rất dễ thương. Có thể ai đó trong chúng ta mấy chục năm về trước cũng ngồi hớt tóc bên con lạch nhỏ thân quen này. Chỉ có một kiểu một, hớt cao 3 phân y như lính, vừa mát lại gọn gàng sạch sẽ. Trong sân vườn, những chiếc bánh tráng mè to lớn được bà cụ chăm chút tráng trên 2 chiếc nồi đất. Đây là món ăn không thể thiếu được cho bầy trẻ trong 3 ngày Tết. Ai cũng có một quê hương trong lòng. Có thứ tình cảm nào sâu lắng và lớn lao bằng tình cảm đối với quê hương? Quê hương là đây, là hình ảnh bà mẹ già cặm cụi lo lắng cho đàn con cháu sớm hôm, là những chiếc bánh tráng được bàn tay mẹ làm ra cho con ăn những lúc đói lòng, đơn giản gần gũi và mộc mạc như hoa đồng cỏ nội. Mấy chú heo ngoan ngoãn nằm ngang trong lòng chiếc giỏ lãi, chờ người ta tháo dây khiêng lên. Một chiếc giỏ lãi chở hơn 20 chú,
Quý vị thấy người ta khiêng heo một cách dễ dàng, hai tay bắt nhau dưới bụng con heo, một người nắm lấy lỗ tai, còn người kia nắm lấy đuôi heo. 2, 3. Con heo khoảng 60-70 kg được khiêng lên bờ một cách nhẹ nhàng. Để khỏi lộn, người ta vẽ sơn làm dấu trên thân con heo. Tết ở quê, quý vị có thể thấy được nhiều hình ảnh thích thú, như cây mai to lớn này được người ta sắn gốc, chở bằng ghe ra lộ, rồi khiêng lên xe lôi chở đến nhà người mua. Giá cây mai này là 20 triệu. Nó thật to, phải cần đến 12 người dùng đòn cây xỏ dây ngang mới gánh nổi lên xe lôi. Những nụ hoa to xanh mọc thành chùm báo hiệu cây mai này sẽ nở hoa rất nhiều vào 3 ngày Tết. Bầy chim tung cánh hoa vui đón mừng mùa nắng tươi lành. Ta nghe gió về đang thiết tha như muôn tiếng đàn. Xuân dâng niềm vui cho ngày xanh không hoen lời than. Sâu thương gió mơ tình yêu đời càng thêm chân chứa. Cát cao xuân tươi thay hoa. Cùng đón Chúa xuân đang giáng xuống chân thế gian, lắng nghe tình xuân lòng kiếm hoa hết vai đời hương phấn. Nào ai hững hờ xuân vẫn ngóng chờ, tới đây nắm tay cùng cả mưa hát lên đón xuân của tuổi thơ. Xuân đã đến rồi rêu rắt ngàn cuộn hoa xuống đời, vui trong bình minh muôn loài chim hót vang mọi nơi. Cái chợ nhỏ miền quê này cũng ồn ào náo nhiệt. Ăn sâu vào trong con đường nhỏ cạnh bờ rạch là nơi bán rau và hoa quả. Người ta bày bán những bó rau xanh tươi, những giỏ mận đỏ ăn rất ngọt, giá thật rẻ, chỉ có 20.000 đồng một thúng. Xanh không hoen lời than. Sát bờ rạch, cái chẹt nhỏ chở dưa hấu đang lên hàng. Những trái dưa hấu dài được người ta truyền tay nhau xếp thành đống. Loại dưa này được trồng quanh năm, dưa ngọt và rất tiện khi xẻ cho 1-2 người ăn, thay vì xẻ trái lớn 5-6 người ăn có khi không hết, để lâu mất ngon. Những nụ mai vàng, mai tứ quý nở sớm lẻ loi, cố gắng báo cho mọi người biết mùa xuân đã đến từ lâu rồi. Nổi tiếng cả nước là làng hoa Sa Đéc. Người ta trồng hoa thành hàng dài trên những bệ tre, phía dưới là những mương nước dùng để tưới và giữ độ ẩm cho hoa. Năm nay người ta trồng nhiều hoa thực dược, cúc vàng, hồng, vạn thọ, cúc mâm xôi. Các loại này dễ trồng và dễ bán. Có những khu vườn trồng tắc và mai kiển. Những loại này đòi hỏi đầu tư dài lâu và phải có nhiều vốn. Những chiếc xe lôi là phương tiện thuận lợi trong việc điều phối giống hoa, vận chuyển cây giống, hoa thành phẩm đến các nhà buôn. Nơi đây,
Họ dùng giấy báo bọc quanh giỏ hoa, giữ cho hoa không bị hư hao, rụng cánh. Trước rằm tháng chạp là mối lái đổ xô xuống xa đét để xem hoa và ngã giá mua. Xe cam nhông lớn được đóng những khung cây bên trong thành nhiều tầng để chứa được nhiều. Xe đậu khắp nơi trong làng hoa để ăn hàng. Sau đó, đợi đến chiều tối trời mát mới nổ máy đi Sài Gòn. Trồng hoa trên nước ở Sa Đéc bù lại với không khí lạnh được ưu đãi của Đà Lạt. Có lẽ do một người nào đó đã nghĩ ra khi họ ở trên một căn nhà sàn, phía dưới toàn là nước, nhưng không khí trong nhà vào những ngày nắng nóng lại mát mẻ. Hoa trồng chơi cũng lớn nhanh và nở đẹp. Vì vậy, người ta đem áp dụng cách trồng này một cách quy mô vào các khu vườn và kết quả mỹ mãn. Cũng còn một nguyên nhân nữa là người ta không trồng trực tiếp vào các luống đất vì sợ nước lụt hàng năm sẽ ảnh hưởng đến thời gian trồng hoa. Trồng hoa trên cao lúc nào cũng được, không sợ mấy tháng nước dâng cao. Về quê, quý vị đi dạo hàng xóm lại bất chợt thấy được một cảnh lạ khác, như cái lò heo quay này. Cận Tết, công suất lò hoạt động hết cỡ mới đáp ứng nổi lượng thịt cho các gia đình, đám cưới, chợ, vân vân. Người ta treo những con heo vào móc sắt, rồi dùng cây xăm nhiều đinh để đâm đều con heo, để lúc quay, mỡ chảy ra hết, da vàng đều, đẹp. Và cũng để tránh cái đầu heo tiếp xúc gần lửa khỏi bị cháy khét. Họ sử dụng những miếng giấy sút thấm nước, dán vào đầu heo. Những cái lò heo quay được đắp bằng đất, và heo được quay bằng lửa than. Nắp lò được đậy vĩ thiết phía trên, thêm một lớp bao bố thấm nước để giữ độ nóng của lò. Một con heo quay kiểu này chỉ trong vòng 4 tiếng là ra lò. Từ những chiếc lá xanh xanh dịu hiền, tìm trong cơn gió theo xuân trở về. Mùa xuân có hay, dưa hấu tròn cận Tết khoảng 25 mới được cắt, đưa ra các chợ tỉnh và đem lên Sài Gòn bán để chưng Tết. Chỉ vào dịp Tết mới có dưa tròn một trái khoảng 20 kg. Còn bình thường, quanh năm chỉ có dưa trái dài và nhỏ, độ 3-4 kg một trái. Nếu có dịp về Việt Nam ăn Tết, quý vị cứ xuống vùng Long An, Gò Công, Kinh Ranh, Đốc Bằng, Hậu Giang hoặc Tân Lược, Tân Huệ, vân vân. Vào 25 Tết, người ta cắt dưa rất nhiều. Mỗi lái đi xe Honda len lỏi khắp nơi để xem miếng ruộng dưa nào được để mua. Bất kỳ ai lạ chạy xe Honda vào là các chủ ruộng dưa đều kêu xem dưa. Trên ruộng dưa đang thu hoạch, chỉ cần một người dùng kéo cắt hai đầu dây dưa và bưng quả dưa để một bên là xong. Một nhóm khác sử dụng các phương tiện thúng, giỏng, gánh, vân vân để vận chuyển dưa ra bến ghe hay lộ. Thường dưa tròn phải to, chưng trên bàn thờ mới đẹp. Hai trái nằm hai bên, dán giấy đỏ hình thoi, chính giữa có chữ lộc hoặc tài. Dưa tròn trung bình 20 kg một trái, có những trái tới 30 kg, ôm muốn xệ tay. Những trái dưa nhỏ người ta dạt ra để bán riêng, dùng để ăn,
ít ai mua để chưng. Dưa hấu là món ăn giải khát rất tốt, vì nó là bài thuốc quý, có thể chữa được nhiều bệnh. Từ dưa hấu có thể chế biến thành gỏi hoặc kem. Dân miền Nam coi trái dưa hấu như một điều lành. Ngày Tết đầu năm, người ta bói dưa bằng cách bổ quả dưa ra. Nếu ruột đỏ tươi là cả năm phát tài phát lộc rất nhiều. Thử nghĩ một ngày nào đó, Tết mà không có dưa hấu tròn để chưng, chắc chắn rằng người ta sẽ cảm thấy thiếu cái gì đó. Tết đến, những chợ dưa hấu ven đường đã quá quen thuộc. Ngay cả trong nhà, trên bàn thờ, gặp dưa tròn để chưng cúng ông bà ba ngày Tết cũng chiếm một vị trí quan trọng. Tết nhất làm chi ai bày, Tết nhất làm chi lo quần lo áo, lo đi chạy tiền. Người người vui Tết như chung liền miền. Riêng tôi nghĩ Tết bà điên cái đầu, lo nhiều đến nỗi như mọc nở râu. Năm cùng tháng tận quá cầu mà sổ xuôi. Món bánh chưng phải gói lá dông, còn bánh tét thì lá chuối. Như vậy chúng ta cũng hiểu mỗi loại lá ảnh hưởng quan trọng như thế nào đến chất lượng mùi thơm của bánh. Cặp bánh chưng, cặp bánh tét không thể thiếu trong ngày Tết của người Việt Nam được. Đó là món ăn vừa mang tính vật chất lẫn tinh thần. Lá dông được người ta trồng ở miệt Hóc Môn Bà Điểm, nhưng lá không lớn và đẹp bằng miệt Túc Trưng Định Quán, đường đi Đà Lạt. Lá dông trồng ở đây bản to dày và cứng, dai hơn, khi gói bánh sẽ dễ dàng và bánh nhìn sẽ đẹp hơn. Khu chợ ngã ba Ông Tạ xuất hiện việc bán lá dông, và do nhu cầu gói bánh vào dịp Tết tăng cao, ai cũng nấu bánh chưng để cúng và làm quà biếu cho họ hàng khách quen. Người ta bán những ống tre còn nguyên hoặc đã được chẻ ra thành lạc. Tùy theo người khó tính, có người muốn tự mình chẻ những sợi lạc vừa ý, vì họ cho rằng lạc bán sẵn có khi dày quá hoặc mỏng quá, hoặc ngâm nước chưa tới, lạc cứng khó buộc. Chợ Ông Tạ còn bán cả thùng để nấu bánh chưng, đáp ứng đủ mọi yêu cầu cho cái Tết cổ truyền Việt Nam. Xích lô chở chậu đào có gốc đẹp quá, uống lượng tào thế rất hay. Những cành đào với những nụ hoa hé mở xinh xắn chắc chắn sẽ làm cho gia chủ vui xuân trong ba ngày Tết. Uống trà ngắm hoa đào nở cũng là một cái thú tuyệt chiêu của các bậc lão làng. Bánh chưng gói sẵn, những trái gốc màu đỏ, màu vàng, lá dông, lá chuối, dưa hấu, các loại trái cây bày bán ven đường tạo một không khí Tết ấm cúng và nhộn nhịp. Vui nhất là con đường từ ngã ba Ông Tạ tới chợ Phạm Văn Hai, xe cộ nườm nượp. Chiếc Honda chở chậu mai vàng phía sau rảo khắp phố phường như rao chào Tết đã đến. Nhìn vườn hoa thắm theo mùa xuân chúc Tết mọi nhà, rộn ràng chăm lối mai vàng đua nở khắp muôn nơi. Mùa xuân đến bên em đó, xuân đến bên em rồi, trao nhau lương duyên để cánh hoa xuân thêm hồng. Cuộc đời ai biết, ai ngờ đâu đó mối tình đầu, dù lòng chưa nói nên mùa xuân ngọt quá. Vừa về chợ rất nhiều loại tròn, thường 4-5 ngàn một ký lô, còn loại lớn hơn thì 6 ngàn đồng một ký, loại đặc biệt 10 mấy ngàn. Chợ ở chốn thị thành khác xa chợ quê ở chỗ cảnh vật hàng hóa. Ở thành phố, người ta có thể mua được những thứ ngon và tốt hơn rất nhiều so với quê. Nhưng ngược lại, cảnh vật chợ quê lại được cái không gian thân thiết và gần gũi hơn. Cho duyên tình nữa đây.
đời đẹp mùa xuân mơ. Nhìn vườn hoa thắm theo mùa xuân chúc Tết mọi nhà, rộn ràng chậm nối mai vàng đua nở khắp muôn nơi. Mùa xuân đến bên em đó, mùa xuân đến bên em rồi. Trao nhau liên duyên để cánh hoa xuân đêm hồng. Cuộc đời ai biết, ai ngờ đâu đó mối tình đầu. Dù lòng chưa nói nên mùa xuân ngọt quá đôi môi. Dù anh nói thương em quá, dù anh nói yêu em hoài. Một cái chợ quê xưa có khi cũng còn, nhưng những cái bao ni lông, những vật dụng làm bằng nhựa đã phá bớt đi cái nên thơ, cái nền của cuộc sống. Mới hừng sáng, đàn chim còn ngái ngủ trên chòm đa buông rễ ướt bên đình. Hạt sương sớm đã trao tay gió rủ khắp mái lều rung bóng mặt trời xinh. Mấy ông lão khiêng vào lòng lợn giống, một bà già quẩy đến gánh bèo non. Mụ bán cá đặt thúng ngồi chửi động, chị hàng rau mất chỗ chạy lon ton. Rồi gạo, vải, bún, quà, rồi bánh trái lần lượt bày trong những tiếng lao xao. Lặng lẽ nhất có vài người thầy bói bước gậy lần như những bước chim bao. Một cái chợ quê diễn ra như một bức tranh quê nhà. Nhà thơ Anh Thư đã miêu tả làm cho chúng ta không khỏi chạnh lòng khi nhớ đến một chốn quê từ lâu đã chìm sâu trong ký ức. Trao nhau lên duyên để cánh hoa xuân đêm hồng. Cuộc đời ai biết, ai ngờ đâu đó mối tình đầu. Dù lòng chưa nói nên mùa xuân ngọt quá đôi môi. Dù anh nói thương em quá, dù anh nói yêu em hoài, mong cho đôi ta đẹp mối duyên tình đầu năm. Đón xuân mới hân hoan mọi nơi, đón xuân mãi quê hương đẹp hơn. Có lá hoa, có tiếng ca rộn rã. Chúc năm mới với ta giàu hơn, chúc năm mới tương lai rạng ngời, cho duyên tình nửa đời đẹp mùa xuân mới. Đón xuân mới hân. Tết ở Sài Gòn, quý vị có thể lên khu Tân Sơn Nhất để mua một giỏ lan ưng ý, từ lan rừng cho đến lan do các nhà vườn đưa ra, đủ loại từ văn đa tím, đăng lan, thanh lan, hồ điệp, ngọc điểm, vũ nữ, cát lan, với nhiều giống lan từ Nam Mỹ nhập về. Nó còn được mệnh danh là lan nữ hoàng vì ngoài màu sắc lộng lẫy đa dạng và phong phú, nó còn có mùi hương thoang thoảng nhẹ của hương chanh. Cát lan có nhiều loại và tên nghe cũng rất kêu, như hữu xương mỹ nhân, kim kỳ lân, ngũ kiếm, quả phụng hoàng, bao thanh thiên, quy nhân nhất hiệu, kim tinh, mỹ gia mỹ, vân vân. Này mẹ có nghe xôn xao lá đâm chồi, này mẹ có nghe chim đua hót trên đồi, này mẹ thấy chăng ngoài sân kia đàn bướm. Cận Tết, nhiều nơi tổ chức họp mặt cuối năm, những lễ hội ẩm thực cũng phong phú và hoành tráng hơn. Trong không khí Tết, khu du lịch cụm Bình Quế, Tân Cảng, Giang Thánh đã tổ chức bữa tiệc lớn cuối năm với mấy ngàn thực khách, giá vé 150.000 đồng một người, với thực đơn toàn sen như gỏi sen, cá nướng lá sen, gà chiên nướng lá sen, gân nai hầm hạt sen để trong trái bí nhỏ, cơm lá sen, chè sen và trà sen. Cá diêu hồng ướp gia vị được đặt lên lò than nướng gần chín, sau đó dùng lá sen gói lại để khi sắp dọn lên cho khách, bếp sẽ nướng lại một lần nữa cho cá được mùi hương sen. Mẹ thấy chàng thôn xóm rực đèn treo, nụ cười bóng tươi trên môi đá khô cằn. Mẹ mừng thấy con xa xôi đã quay về, mẹ mừng
rộn ràng tiếng ca, cô con gái bên nhà hồng hồng nét. Những trái bí nhỏ được móc ruột ra và cắt trên cuốn thành cái nắp đậy sẽ là món ăn rất bổ, vì bên trong nó là gân nai hầm với hạt sen. Tất cả những thức ăn đều bổ và có vị thuốc, nhất là lá sen trị được cả bệnh béo phì và một số bệnh khác. Đến một bữa tiệc cuối năm, cả gia đình cùng đi ăn, đem lại sự ấm áp tình thân. Một bữa ăn bên ngoài đôi khi cũng làm thay đổi bầu không khí thường ngày trong gia đình, làm mọi người dễ chịu hơn, nhất là vào dịp Tết. Một không gian rộng lớn thoáng mát làm cho thực khách cảm thấy thoải mái hơn. Xuân đã về, kia bao ánh xuân về tràn. Xe cá bọc lá sen đã được đẩy ra, chuẩn bị nướng trước mặt thực khách. Trước khi vào tiệc, những chiếc đèn giấy đủ màu đã được thả lên mặt hồ. Các thực khách tham dự rất thích thú với ánh sáng lung linh của đèn hoa giấy trên mặt hồ. Khách vào càng ngày càng đông, đủ nói lên sự thành công của nhà tổ chức. Cười rủ nhau vui ca, đàn chim non xinh xinh tung bay khắp trời cùng ríu rít ca, một bài ca đón chào mừng hòa theo tiếng pháo điên đùng. Mừng xuân nay đã về rồi và mùa đông vừa qua, ngập trời bao tiếng chào mừng, nàng xuân duyên dáng về rồi. Khách đến dự đã vào chỗ đông đủ, bia cũng đã khui, tiếng mời chào cũng đi vang lên khắp nơi. Món đầu tiên là gỏi ngó sen đã được đem ra. Một đội ngũ phục vụ đông đảo di chuyển qua lại cũng làm cho bữa tiệc vui tươi sinh động hơn. Trên cánh đồng bao bắp nông dân cày ruộng vui say xuân. Tất cả đã cầm đũa, nào hãy thưởng thức món ăn ngon. Mời tất cả quý vị, các bạn, có thực mới giật được đạo. Ông bà ta cũng thường nói như thế. À, ông khách người Âu không bỏ qua cơ hội này. Ông ta quay phim bữa tiệc một cách nghiêm túc. Chắc là một kỷ niệm đẹp ở Việt Nam. Đánh theo gió hồn về đâu, chơi với trong khúc nhạc. Món thứ hai đã được dọn lên. Cá diêu hồng nướng lá sen. Tiếng cười nói vui vẻ vang lên khắp nơi. Khách ta, khách Tây đều hài lòng với món ăn Việt Nam hôm nay. Mênh mang thương nhớ trôi về đâu, xa em anh nhớ mùa trăng nào. Đời phiêu lãng theo gió giang hồ, từ ngàn kiếp xưa neo thuyền bên mơ. Đàn ơi lên khúc yêu rồi, buồn là lời say vương làn môi. Người xa ân tình chớ phai, chốn dương trần đừng theo lệ rơi. Phiêu linh theo áng mây về đâu, trong mối tình tươi màu. Điểm vào bữa tiệc
là các cô gái đầu đội vòng hoa trắng, tay cầm hoa sen, chuẩn bị giới thiệu món ăn kế tiếp. Theo sau là các cô gái mặc áo tứ thân, gánh món bí hầm và hoa sen trong thúng. Chúc quý khách có một đêm ăn ngon và thật nhiều vui vẻ trong tiết xuân mát mẻ. Lòng đông say bao buồn vui sâu, xuân về với ngàn hoa tươi sáng. Ta muốn hai muôn ngàn đóa hồng, ngày thắm tươi bên đời xuân mới. Lòng đông say bao Tết miền Nam. Và nhất là Sài Gòn, nếu không có mai vàng thì sẽ không còn Tết nữa. Ngày xưa người ta nói trà tức trà mi, tức là trà là quan, mai là dân giả. Nói như thế chứ bây giờ chơi mai tốn tiền lắm, nhất là những gốc mai già và những cây mai tạo thế. Những người trong nghề chơi mai định giá trị cây mai qua câu nhất đế nhị thân. Mai phải được uống theo hình, theo thế. Có cây theo thế lông dáng, tức là rồng xà xuống đất, nhưng độc hơn là lông dáng tứ diện, tức bốn mặt đều nhìn thấy rồng xà xuống đất nhã ngọc. Các lão mai còn được uống theo nhiều thế độc đáo khác, như thế lông dân, tức rồng vấn cột đình, rồi thế khoái trầm, tức hình lượng theo dáng khoái trầm hương sông. Cây mai đẹp trước tiên phải đạt được bốn tiêu chuẩn: nhất đế, nhị thân, tam tầng, tứ giống. Như vậy gốc mai càng già càng giá trị, nhưng thân mà không có nhánh thì coi như bỏ. Kế đến là mai phải được uống nhiều tầng, tức là rồng phải có nhiều vây, còn hổ thì phải có nhiều vuốt, và tiêu chuẩn cuối là giống. Mai chuẩn phải là hoàng mai, tức hoa phải vàng và hương phải thơm. Còn nếu là hồng trúc mai hay diệp hồng mai thì giá trị không bằng. Mai vàng khó trồng hơn các mai khác, độ dẻo của cành cũng kém hơn nên rất khó uống, nhưng bù lại hoa thơm nên ai cũng thích. Muốn tạo được một lão mai có thế phải mất rất nhiều năm, công sức bỏ ra cũng nhiều. Phải qua nhiều lần cắt tỉa, uống nhánh qua, uống nhánh lại và chăm bón phân, dưỡng cho cây mai phát triển tốt. Phải sáng tạo trong cách tạo thế độc đáo trên thân mai. Những thế mai như long ngự, hổ phụ sinh hổ tử, long mẫu xuất long nhi, khiến cho nhiều khách chơi mai tứ xứ mê mẩn. Giá cây mai đẹp theo các tiêu chuẩn trên có giá từ 5 triệu cho đến hơn 100 triệu, tùy theo mai nhỏ hay mai lớn. Tết đến hoa nở khắp nơi, đi đâu cũng nhìn thấy sức sống tươi vui đầy màu sắc. Trái cây chưng cúng cũng đa dạng, nhưng nhiều nhất cũng vẫn phải là trái cây ngũ quả: mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, cam hoặc quýt, cho thêm phần ngon ngọt. Chợ hoa 23 tháng 9, chiều tối người ta thả bộ, vừa đi dạo mát, vừa đi ngắm hoa, ưng chậu nào thì mua luôn. Bông dạng thọ, cúc, mãng đình hồng, đỗ quyên, mồng gà, hoa lan, kiển bonsai, đồ gốm để trưng. Hoa là biểu tượng của cái đẹp, của tình yêu và hy vọng. Cái gì đẹp gọi là hoa? Người ta là hoa của đất. Tên của người con gái thường lấy từ tên của loài hoa: phượng, cúc, hồng, lan, đào, mai, quyên, vân vân. Con người thưởng thức hoa không những ở sắc màu và hương thơm, mà còn ở giá trị tinh thần và những tình cảm sâu lắng nhất mà con người muốn gửi gắm cho nhau qua những ý nghĩa của các loài hoa.
Hòn Ngọc Diễn Đông về đêm càng tấp nập, lượng xe hai bánh đổ ra đường dày đặc, xe qua lại liên tục không ngớt. Phải nói rằng dân Sài Gòn rất ham vui, người ta đổ ra đường để ngắm nhìn thiên hạ cũng như để thiên hạ ngắm nhìn mình. Đường qua Nguyễn Huệ vẫn là trung tâm của buổi đi dạo mát thưởng thức tiết xuân. Anh cho em mùa xuân, mùa xuân này tất cả lộc non vừa chảy lá, lời thơ thương cõi đời, bầy chim lùa vạt nắng trong khói chiều chơi vơi, đất mẹ gầy cỏ lúa, đồng xanh xa mây mùa, ngoài đê dìu căng gió, thoảng câu hò đôi lứa, trong xóm vang chuông chùa. Sài Gòn với những con đường đầy nắng vàng thu hút rất nhiều du khách phương Tây ghé thăm. Trái cây phong phú, con người cởi mở và thân mật. Tết Sài Gòn trẻ trung sôi nổi, chứ không đầm thấm như Tết Huế, không trầm ngâm như Tết Hà Nội. Tết Sài Gòn như một đứa trẻ được mặc bộ quần áo mới, đi khoe xóm giềng, hớn hở, vui tươi và yêu đời. Những bông hoa ở Sài Gòn cũng vậy, không e ấp thẹn thùng, lúc nào cũng khoe hết hương sắc của mình. Cho nên Tết Sài Gòn được ví như cô gái đương thị, tràn đầy sức sống, có sức thu hút mãnh liệt với mọi người. Từ ngoài đường cho đến bên trong chợ, người ta hồn nhiên tuân thủ những gì ông bà đã dạy, sống phải biết ăn ngon. Ăn ngon trong cuộc đời chính là đề cao văn hóa ẩm thực đã hình thành trong lịch sử sống của con người. Hay nói cách khác, ăn chính là hành động sống động, là bản năng sống còn từ khi loài người xuất hiện. Hai đứa nhỏ cạnh nhà chung đầu bên bên đợi xuân. Anh như trong cơn mê vẫn một mình lạc qua chợ hoa, suy nghĩ về một cái Tết phương nào. Giao thừa không tiếng pháo bên vườn nhà ai xa lạ. Anh nghĩ em sẽ buồn nên anh cũng buồn. Đặt bài chỉ ngăn núi ngăn sông, cho nhớ cho thương ngày đó âm thầm. Trên trần đời vẫn có mùa xuân, nhưng đôi ta còn buồn. Tết Sài Gòn ngày em, Tết Cali ngày cũng như đêm. Tết Sài Gòn như một nàng xuân tươi trẻ khoe sắc thấm. Thành phố sáng rực dưới ánh đèn, nam thanh nữ tú lượn lờ. Người ta xem đường hoa Nguyễn Huệ như một sân khấu rộng lớn, ai cũng được quyền bước lên để mọi người ngắm. Chỉ là đường hoa thôi, chứ không phải là lễ hội. Nhưng nó có bề dày lịch sử của một chợ hoa, cho nên ai cũng muốn tham gia vào cuộc vui chung, đem cái đẹp đến cho đời vui tươi và hạnh phúc. Một đám hội ngày xưa mà nhà thơ Đoàn Văn Cừ miêu tả cũng vui và ồn ào náo nhiệt. Trên bãi cỏ dưới trời xuân bát ngát, một chị đương đua ngựa tít lên không. Cụ Lý già đứng lại ngẩng đầu trông, mắt hấp hái nhìn qua đôi một kỉnh. Mấy cô gái nép gần hai chú lính, má đỏ nhừ bẽn lẽn đứng ôm nhau. Đứng chen vào chiếc mũ trắng nghênh ngang, bọn trai quê bá cổ cạnh cô hàng, giờ mua bán để tìm câu chuyện gẫu. Thank you.
hát câu Thái Hòa, ngày vui về khắp non nước nhà. Một mùa xuân vui tươi thanh bình, đàn chim líu lo reo bình minh, tiếng pháo lách tách giữa rộn ràng, chào xuân mới sang. Rượu nồng trao nhau chúc xuân lành, này em bé thơ vui tuổi xanh, bỗng quê hương yêu thương mất sâu, nhạc viên mến yêu, nắng xuân về trên muôn. Thế rồi Tết đã phả hơi thở vào sau gáy mọi người. Hôm nay đã là 30 Tết, không còn bao lâu nữa năm mới sẽ bước sang. Trong những giờ phút thiêng liêng này, người ta mong mỏi tất cả người thân đều về nhà để họp mặt, cúng bái rước ông bà về ăn Tết với con cháu. Những người tha hương đều khắc khoải chung một nỗi sầu xa xứ, thèm một mùi hương quen thuộc, thèm một bầu không khí gia đình ấm cúng, thèm đứng trước bàn thờ ông bà để tưởng nhớ biết ơn. Tất cả mâm cúng đã bày sẵn, nén nhang cũng được mẹ đốt lên, và đâu đó những người xưa đã trở lại. Tết Việt Nam tuyệt vời ở phần hồn như thế. Cây có cội, nước có nguồn, một nén nhang cũng nói lên lòng thành, và lòng thành chỉ cần một nén nhang. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên trước, con hẹn đầu xuân sẽ về, nay em bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi, xưa kia cái bàn thờ ông bà ở miền Nam gọi là giường thờ, đem cái giường mà cha hoặc mẹ thường nằm để thờ ngay giữa nhà, giữ nguyên vị trí các ô trầu, cái gối. Lúc cúng dỗ thì dọn thức ăn lên giường thờ. Bây giờ tập tục này vẫn còn, nhưng cái giường thì đã biến mất dần theo thời gian. Còn hạnh phúc nào hơn khi tất cả anh em đều tề tựu về họp với một mái nhà bên cạnh cha mẹ già, để cùng nhau vui hưởng một cái Tết đoàn tụ. Càng ngày ước mơ này càng khó khăn vì điều kiện làm ăn, sinh sống, nơi ở. Nhưng ước mơ nào cũng tốt đẹp dù khó trở thành hiện thực. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, một chiều xuân anh đã hẹn như ướm tình trong cánh hoa mơ, đưa hương theo làn gió, anh nói rằng nên viết thành thơ. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa. Em đứng chờ anh dưới sông thơ, anh đi qua đâu ngõ, hỏi nhau rằng xuân đã về.
Bữa cúng rước ông bà trở nên buổi họp mặt đầy đủ mọi người. Con cháu đều có mặt, còn gì vui bằng. Mẹ già ăn qua loa vài miếng, rồi lại đi vào đi ra, tiếp thêm thức ăn cho con cháu. Như gà mẹ mới tìm thức ăn cho con, lúc nào cũng vậy, cả đời lo cho con được ấm no, hạnh phúc. Trời Sài Gòn đêm 30 Tết, mọi vật đều sáng tỏ như ban ngày. Những cao ốc, đường đi, buồng hoa đều rực sáng ánh đèn. Mọi người đều đổ xô ra đường để chào đón năm mới. Mặc dù còn mấy giờ nữa mới đến giao thừa. Xe gắn máy đông nghịch, chiếc này nối đuôi chiếc kia từ từ lăn bánh. Dòng xe chảy không ngớt, đông mà vui, không khí khác hẳn ngày thường. Không có tiếng kèn xe thúc giục, không có tiếng la giành đường. Hai cô gái này cho xe chạy hẳn trên lề, chắc là có chuyện gì vội lắm đó. Đoàn khách Tây đi du lịch thản nhiên nắm tay nhau bước đi những bước nhảy vui vẻ. Họ quá vui với không khí Tết ở Sài Gòn. Mọi người như gần gũi hòa bình và niềm vui chung, chờ đón một năm mới đem lại nhiều tài lộc. Không có ranh giới giữa màu da, sắc tộc, chỉ còn sự thân ái mà thôi. Ngày Tết đến trên khắp muôn nơi, ngàn hoa thơm khoe sắc xanh tươi, đàn em thưa khoe áo mới, chạy tung tăng vui pháo xuân. Ngày Tết đến ta chúc cho nhau một năm thêm sung túc an vui, dù đi đâu ai cũng nhớ về chung vui bên gia đình. Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Ngày Tết đến phố xá đông vui, người đi thăm dọc theo vỉa hè. Thiên hạ bày bàn ghế ra bán thức uống giải khát, kem. Đây là món mà mấy cô cậu nhỏ rất thích. Có dịp chúng đòi ăn, cha mẹ phải chiều. Tết rồi còn gì? Sắp bước qua năm mới, có nhiều người ăn trước cho bụng no, để đầu năm lúc nào cũng no đầy đủ. Dù sắp đến giao thừa, nhưng người ta vẫn ngồi bán. Vì lúc này khách ăn đông như thế, sang năm mới coi như mở hàng buôn may bán đắt. Chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ trọng đại. Khác xa ngày trước là người ta ở trong nhà chờ đón giây phút thiêng liêng này. Còn bây giờ, thiên hạ đổ xô ra đường xem bắn pháo bông đón giao thừa. Sẵn đó, đi chùa lễ Phật, hái lộc đầu năm luôn. Ở nhà đã có người lớn tuổi cúng lễ đất trời, không phải lo. Mỗi năm số lượng người đổ ra đường trong giờ giao thừa ngày càng đông. Đa số là những người trẻ tuổi. Lâu dần, nó sẽ trở thành cái lệ. Có gian hàng người ta mở cửa qua năm mới luôn. Họ bày mâm lễ cúng trời đất ngay trước cửa hàng. Coi như khai trương năm mới. Ngày mai mùng 1, mở cửa bán luôn. Năm mới nhiều ước vọng chờ mong. Rồi yên ngắm trăng vui cùng pháo đỏ rượu hồng, ta cùng nhau đón thêm mùa xuân. Xuân dù thay đổi biết bao lần, xin khấn nguyện kết chặt tình thân viên canh lọc. Giao thừa năm nay, xin mời quý vị đến lễ Phật tại chùa Ấn Quang.
người ta mua nhang đèn phía trước rồi vào chùa lễ Phật. Phía bên kia đường là quán hủ tiếu, mì, cháo chay, đông khách đang ăn. Những người này quan niệm đầu năm mới có cái ăn thì cả năm sẽ được sung túc. Ai cũng có cách nghĩ riêng của mình. Ngày xưa thì cấm kỵ rất nhiều điều trong ngày tư ngày Tết, nay thì cũng chế gần hết. Cuộc đời trên đất mẹ vui khắp nơi. Xuân gieo lộc khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón thư nơi trần tiên. Trong chùa cây mai đã trở thành lộc đầu năm của những người đi lễ Phật. Một nhánh hoa mai nhỏ, một lá, một bông cũng là lộc của chùa rất quý. Sẵn đây cũng xin làm bàn cùng quý vị về ý nghĩa của lại và xá. Theo sách dạy thì lại Phật phải lại ba lại. Theo cái nghĩa tam đế Phật, đó là quá khứ, hiện tại và vị lai, hoặc tam bảo Phật Pháp Tăng. Lại thần thánh thì năm lại, theo cái ý là các ngài trụ khắp năm phương trong trời đất. Lại người qua đời bốn lại, theo cái nghĩa tứ thân phụ mẫu. Lại người sống như lễ chúc thọ, lễ xuất giá thì hai lại, theo cái ý âm dương là nguồn gốc. Sau cái lại này sẽ xá ba xá, theo cái ý tam tài thiên địa nhân. Khi ta lại, hai tay chắp lại và đưa ngang trán hướng lên trời là thiên, rồi hạ xuống đất là địa. Khi đứng lên để vào ngực là nhân. Thiên địa nhân là tam tài chi đạo. Như vậy, việc lạy và xá trước bàn thờ tổ tiên không những thể hiện cử chỉ đạo đức của con cháu đối với các đấng sinh thành đã quá giảng, mà còn chứa đựng cả vũ trụ quan và nhân sinh quan trong tín ngưỡng dân gian. Mùa xuân thắm tình quê hương. Xuân, mùa xuân, mùa xuân hai lòng chúc nhau. Cầu cho người già thêm sống lâu, cầu cho người cùng thương mến. Chùa Minh Hưng Phước An Hội Quán, đường Hùng Chương là địa điểm người dân dùng chợ lớn đến lễ Phật đầu năm rất đông. Người ta nghĩ đốt nhang càng nhiều thì lòng thành càng nhiều, và nhang càng to thì lòng càng lớn. Nhưng cũng có người cho rằng lòng thành chỉ một nén hương, nén hương cũng đủ nói lên lòng thành. Trong khói hương nhẹ nhẹ, xuân dịu dàng qua đây, ong bướm bay đầy trời, từng bừng mùa xuân vui. Năm mới trên phố phường, nhà quê mới muôn màu, mai vàng nở trước sân, lân rồng hội chúc xuân, nâng chén ly rượu mừng, xin một năm an khang. Thắm tình quê hương. Xuân, mùa xuân hai lòng chúc nhau. Cầu cho người già thêm sống lâu, cầu cho người cùng thương mến nhau. Xin tình yêu mãi dâng đầy, nước non Việt đẹp như gấm hoa. Năm mới xin chúc mừng, nhiều may mắn công đến màu, ly rượu xuân chúc nhau cho phú nông được mùa, thêm cầu đẹp cao cao, đôi lứa nên vợ chồng cùng vui đón mùa xuân, cho phú nông được mùa, thêm cầu đẹp cao cao, đôi lứa nên vợ chồng cùng vui đón mùa xuân.
khi xuân ấm mới tô đẹp tháng năm. Sáng mùng 1 Tết, người ta ra đường đầu năm không đông bằng đêm giao thừa. Nhiều tà áo dài xuất hiện, báo hiệu sự ăn mặc trong những ngày trọng đại đang trở lại truyền thống xưa. Như gia đình ông Việt Kiều Pháp này, cả nhà đều mặc áo dài khăn đóng rất đẹp. Đằng kia, các cô cũng đang làm duyên với chiếc nón lá. Đầu năm mặc áo dài đội nón lá, đứng trên cầu gỗ chụp hình, chắc chắn là sẽ có tấm hình đẹp ưng ý. Ước nguyện sao trong thành hiệp hồng sẽ duyên. Để làm vui ngày Tết cũng như gợi cho du khách những cái nhìn thiện cảm, người ta tổ chức cho ông già du xuân cùng đàn con cháu. Ai muốn chụp hình quay phim chung cũng được. Mấy cô bé trong áo tứ thân rất dễ thương. Có nhiều người muốn chụp chung để làm kỷ niệm. Giống như những cô gái Hà Thành có một mùa đông để diện với đủ áo len, áo dạ, yểu điệu trong những trang phục thước tha. Những cô gái cố đô Huế dệt nên tà áo dài truyền thống. Còn Sài Gòn, quanh năm dưới nắng và gió, con người cũng tìm cho mình một gu ăn mặc phù hợp, tiện lợi và modern nhất để tôn vẻ đẹp của người phụ nữ. Đặc biệt, vào ngày Tết cổ truyền, những năm gần đây, áo dài đã lên ngôi trở lại. Người ta thích mặc áo dài cho dáng vẻ thước tha, nữ tính, khiến người nhìn quý trọng và khen ngợi. Không những người lớn mà mấy em bé nhỏ xíu, gái cũng như trai, đều rất hãnh diện với chiếc áo dài mình đang mặc. Đất nước nào cũng có một quốc phục truyền thống, người ta mặc trong những dịp lễ lớn nhỏ và rất tự hào về bộ đồ cổ truyền của đất nước mình. Những nữ du khách ngoại quốc sang Việt Nam đi du lịch, ai cũng mang về cho mình một bộ áo dài để khoe cùng bạn bè. Thậm chí họ rất thích mặc nó trong những lúc dạo phố hay đi dự tiệc. Với chiếc nón lá bên tay làm dáng, các cô gái luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Người ta ca ngợi vẻ đẹp của chiếc áo dài, vừa tế nhị, vừa kín đáo. Cái đẹp ngoại hình được phô trương hòa cùng cái dịu dàng ý tứ đạo đức tiềm ẩn bên trong, tạo ra một chiếc áo dài trở thành biểu tượng cho y phục truyền thống. Các cuộc trình diễn tôn vinh chiếc áo dài thường được tổ chức trong các dịp lễ, các chương trình ca nhạc, vân vân. Năm 1995, áo dài Việt Nam đã được nhận giải thưởng trang phục dân tộc đẹp nhất trong cuộc thi Hoa hậu quốc tế tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản. Em đẹp làm sao? Dốc dáng thon, đôi vai thuôn mịn, cánh tay tròn, lưng mềm não nuột đường tơ ống, uyển chuyển ngồi đi dáng trẻ son. Ai dệt nên tơ lụa nõn nà, nhẹ nhàng, êm dịu, mát như da. Ai khâu chiếc áo vừa xinh quá, phô hết đường cong dốc ngọt ngào. Từ miền Nam anh ngược ra Bắc, mang theo câu hỏi
từ miền Nam anh ngược ra Bắc, mang theo câu hò điệu lý chín dòng sông, mang theo tấm lòng con trai miệt vườn, em ra đón chàng với cả yêu thương. Này ngựa ô kiệu vàng anh khấp xôn xao câu cao cao chập trùng, đưa nàng về dinh xa xuyến lý chung
Sài Gòn ngày thường vốn đã đông xe cộ, huống chi là ngày Tết. Khách du xuân đổ ra đường ngày càng đông. Buổi tối trời mát mẻ. Giả lại sau một ngày ở nhà vui chơi ăn uống cùng gia đình và người thân, người ta có khuynh hướng ra ngoài để dạo cảnh, hóng mát, ngắm nhìn thiên hạ ăn Tết. Cũng như mọi năm, cứ vào tối mùng 2 là Sài Gòn có tổ chức lễ hội bánh tét. Mỗi năm mỗi khác, năm sau đông vui hơn năm trước. Cả khu vực trung tâm Sài Gòn, từ đầu đường Lê Lợi gần chợ Sài Gòn cho tới nhà hát thành phố, rồi đường qua Nguyễn Huệ chỉ dành cho người đi bộ. Bánh tét nhỏ được chở ra nơi đây bằng nhiều cần xé. Người ta treo chúng trên những đoạn ngang trông rất bắt mắt. Ai nấy đi ngang đều đứng nhìn tò mò. Mặc dù bánh tét không xa lạ gì với người dân Sài Gòn lục tỉnh. Xuân trong tôi đã khơi trong một đêm vui. Một đêm là đêm gối chăn vòng the đón cha mẹ về. Cô gái ngoại quốc không bỏ qua cơ hội, đưa máy chụp hình lên chụp những đòn bánh tét treo lủng lẳng trên giá. Đồng bào Việt Kiều về nước ăn Tết cũng đến để chung vui lễ hội đường phố này. Mở đầu lễ rước hai đòn bánh tét, có tên là bánh tét ông và bánh tét bà, là đoàn xe mô tô phân khối lớn, hú còi pha đèn dẫn đường. Kế bên là một nhóm quân sĩ mặc quần áo xưa, tay cầm cờ lễ phất đều, tạo cho không khí lễ hội thêm phần ngoạn mục. Rồi dàn nhạc bát âm, chiên trống vang lên náo động cả một khu vực Sài Gòn. Các võ quan tay cầm binh khí tiếp bước, quan văn đi sau kéo dài cả khúc đường Lê Lợi. Mặc dù lực lượng diễu hành chưa đông đảo, nhưng cũng đủ làm cho du khách thích thú. Những chiếc xe kéo chở hoa và bánh tét được kéo đi bởi những anh thanh niên mặc áo bà ba, đầu quấn khăn rằn Nam Bộ. Rồi các cô gái mặc áo bà ba, áo dài, gánh những thúng hoa theo sau. Tiếng nhịp đều của những thanh tre vang lên vui tai do các em bé thực hiện. Sôi động nhất là mấy ông địa. Dân chúng đứng hai bên đường, nhất là các em bé đưa tay ra sờ bụng, bắt tay thân thiện. Vì hình ảnh ông địa là gần gũi nhất với tín ngưỡng dân gian. Nhà nào cũng có thờ. Người ta cho ông ăn chè, hút thuốc, uống cà phê mỗi buổi sáng. Trong nhà có thất lạc món gì cũng khấn ông địa. Thế là tìm được vật bị mất, có tin thì mới linh. Các cô gái mặc áo dài hồng nhạt đi trước xe thổ mộ chở đầy hoa, làm cho đường phố càng tươi đẹp. Hoa thiệt và hoa người hòa quyện với nhau, khiến khách du xuân trầm trồ khen ngợi. Nụ hoa vàng mới nở, chiều đông nào nhung nhớ. Đường lao sao lá đầy, chân bước mòn hè phố, mắt buồn nhìn ngọn cây. Anh cho em mùa xuân này tất cả, lòng non vừa chảy lá. Lời thơ thương cõi đời, bầy chim lùa vạt nắng, trong khói chiều chơi vơi. Hoa lá nở thắm đẹp làn môi hồng, xuân đến rồi đây nào ai biết không. Chiếc xe ngựa giả kéo đòn bánh tét đã về tới nhà hát thành phố. Người ta bắt đầu hạ nó xuống và cắt từng khoanh. Khoanh bánh đầu tiên được các quan văn khiêng trên vai đem lên khán đài để làm lễ cúng tổ tiên ông bà. Khi gió nhẹ lấy hoa đào hồng thắm, trong khi xuân nắng mới tô đẹp tháng năm. Người vui.
đặc biệt năm nay lễ hội bánh tét có phần trình diễn múa lông lân quy phụng. Bốn con vật được người Việt Nam liệt vào danh sách tứ linh. Đây là đội múa của giáo phái Phật giáo Cao Đài Tây Ninh đưa xuống Sài Gòn tham dự. Con rồng dài 30-40 thước được 70-80 người cầm múa lượn. Đầu lồng lân khè lửa ra, sáng rực cả khu vực nhà hát thành phố. Giáng xuân tuyệt vời, xuân đã đến bên người, hỡi người hãy cùng nhau vui xuân. Phần vui nhất là chia bánh cho khách du xuân ăn. Các khách sạn thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn đều đưa người và dụng cụ ra trục đường chính Lê Lợi. Bàn được trải khăn trắng, dĩa giấy, muỗng lĩa cao su chất cao ngất. Khách du xuân dây quanh các điểm chia bánh đông nghẹt. Ai cũng có một miếng bánh tét ăn để lấy lộc đầu năm. Già, trẻ, bé, lớn, ai nấy đều vui tươi hớn hở. Lấy được bánh, người ta ngồi dọc hè của mấy bồn bông, thậm chí ngồi cả giữa đường, có nhóm thì đứng ăn. Lung linh đóa hoa vàng, chiều tia nắng về trong ánh mùa xa, gió mãi mơn man truyền đón. Kính thưa quý vị, với phương châm phục vụ tốt, Trung tâm Rainbow càng ngày càng cố gắng đem đến cho quý vị những băng đĩa giải trí mới nhất, vui tươi với hình ảnh rõ nét, âm thanh trung thực. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn lòng nhiệt thành ủng hộ của quý vị trong suốt thời gian dài. Kính thưa quý vị, đã thương thì thương cho trót. Xin quý vị cố gắng mua băng đĩa gốc chánh hãng của Trung tâm Rainbow. Đừng nhầm lẫn mua băng đĩa copy sang lại. Mua băng đĩa gốc, đó là phần thưởng quý nhất mà quý vị đã giúp cho trung tâm chúng tôi được đứng vững để phục vụ tốt cho quý vị. Trung tâm Rainbow xin thay mặt toàn thể anh chị em công tác tại trung tâm một lần nữa gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe, làm ăn thuận lợi đến quý vị và gia đình thân quyến. Mọi liên hệ xin quý vị theo địa chỉ ghi trên bìa băng đĩa. Các bạn vui lòng like, comment, subscribe.